Kế tiếp là tin cộng đồng Việt Nam hải ngoại, thưa quý vị. Lễ gắn cấp bậc cho thiếu tướng gốc Việt Nam William Siêu Ly Đại Tam. Vào thứ Sáu ngày 31 tháng 7, 2020 vừa qua, thì lễ gắn cấp bậc cho thiếu tướng William Siêu Ly Đại Tam, thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ, đã được diễn ra tại McDill Air Force Base tại Florida. Được biết, vào ngày 20 tháng 3, 2020, thì Thượng viện của Hoa Kỳ đã chấp thuận thăng cấp thiếu tướng cho chuẩn tướng William Siêu Ly Đại Tam. Và sau đây là vài dòng sơ lược về tiểu sử của thiếu tướng William Siêu Ly Đại Tam. Thiếu tướng William Siêu Ly Đại Tam sinh ra tại Sài Gòn vào năm 1967. Hơn một năm tuổi thì ba mẹ của ông đem ông về quê nội là Hoa Kỳ. Thân phụ của ông là một người Mỹ, thân mẫu của ông là người Việt Nam. Phu nhân của ông là bà Nhung Siêu Ly, người Việt Nam. Ông bà có hai người con, một trai một gái. Thưa quý vị, thiếu tướng William Siêu Ly Đại Tam đã ở trong quân ngũ của Hoa Kỳ với toàn thời gian trên 30 năm. Ông đã đi công tác qua Iraq 6 lần, mỗi lần là 12 tháng, và lần gần nhất đó là 365 ngày, June 2019 cho tới June 2020, với chức vụ là chỉ huy trưởng tư lệnh lực lượng đặc nhiệm của Hoa Kỳ tại Iraq. Được biết, buổi lễ bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng do Trung tướng Loretta Reynolds phụ trách điều hợp, và nghi thức gắn cấp bậc thiếu tướng được Trung tướng Loretta Reynolds, vợ và hai con của ông đảm nhiệm. Xin được chúc mừng thiếu tướng William Siêu Ly Đại Tam trong chức vụ mới, trọng trách mới và nhiệm vụ mới thật nhiều may mắn. Tiếp vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin buổi tối của ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Vâng, cảm ơn quý vị và xin kính chào tạm biệt.